Bây giờ Tấn đang đứng trên bờ hồ Dầu Tiếng nè cô chú anh chị, nhìn hướng về núi Bà Đen. Ngay chỗ này là ngã ba bờ hồ. Đó, ngã ba rất là bự, có đèn xanh đèn đỏ. Còn đây chính là đường bờ hồ, ô tô là chạy lên được luôn. Đó, bây giờ là người ta tập trung vui chơi giải trí ngày này rất là nhiều. Nãy giờ chúng ta tưởng tượng là bên trong á sẽ rất nhiều nước đúng không? Nhưng mà nay mùa khô quá cô chú anh chị, thì nước là nó nằm khúc trong kìa. Đó, còn xung quanh đây á là khu đất trống ha. Các bạn trẻ vô ngồi ăn uống nè, rồi thả diều vui chơi nè, rất là đông luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem lại chỗ vị trí của những cái lô đất nha. Đi về hướng này là về Dầu Tiếng, Bình Dương nè. Đi vô đây là vô trung tâm thị trấn Dương Minh Châu, đi về Tòa Thánh, đi về thành phố Tây Ninh. Đó, còn núi Bà Đen thì ngay đó, mặt trời chuẩn bị lặn rồi. Đây, nhìn tới những cái lô đất nãy giờ Tấn quay nha. Đường tỉnh lộ 781B đó, sau này sẽ nâng cấp lên thành đường quốc lộ 22C nha. Thì đây mình đi tới khoảng chừng 300m. Đó, chạy 300m. Rồi quẹo trái là vô những cái lô đất, nói chung là ở đằng đó nha cô chú anh chị. Đó, khúc đằng đó đó. Rồi, nhìn trở lại hồ Dầu Tiếng nè. Ở nguyên cái khu đất trong đây luôn, rất là rộng ha. Nay mùa khô là nước còn lại chút ít thôi. Còn những cái mùa mà nước lớn á cô chú anh chị, nước lớn là lên tới cái bờ xi măng này luôn nè, bờ đá này luôn nè. Đó, nước lớn là lên tới trên cái bờ này luôn nha. Mùa mưa á, cô chú anh chị thấy đã không? Đó, một khung cảnh mới nữa, một địa điểm du lịch để chia sẻ thông tin đến cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị muốn mua đất của chị Hiền á thì liên hệ gặp trực tiếp chị Hiền luôn, không có qua môi giới trung gian ha. Cô chú anh chị ơi, người ta gọi cái view này là view triệu đô, không phải ai muốn thấy là cũng thấy được nha. Cảnh núi Bà Đen chiều hoàng hôn. Bây giờ Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị xem 6 lô đất có cái view triệu đô này. Thì ngay tại vị trí này chị Hiền là có 6 lô đất đang cần bán. Cái vị trí của 6 lô đất này rất đặc biệt luôn. Mặt tiền là nhìn về hướng núi Bà Đen, còn ở sau lưng á, là hồ Dầu Tiếng. Cô chú anh chị thấy cái bờ cao cao rồi đó, là bờ hồ Dầu Tiếng á, cách có 100m thôi. Từ đất nè, mình đi ra chưa tới bờ hồ Dầu Tiếng là cái đường tỉnh lộ, đường nhựa bự nha, tỉnh lộ 781B, xe cộ chạy qua lại ngoài đó đó. Cái đường đó tương lai sẽ nâng cấp lên thành quốc lộ luôn. Ở Tây Ninh thì có quốc lộ 22, quốc lộ 22A, quốc lộ 22B rồi. Thì cái đường đó đó, theo như bản đồ dự thảo quy hoạch sẽ nâng cấp lên thành quốc lộ 22C, là cách miếng đất đi ra có mấy chục mét đó, xe tải đang chạy ngoài. Hiện tại là tỉnh lộ đó, sau này là quốc lộ 22C nha. Ở đây nè, chị Hiền có 6 lô. Diện tích mỗi lô là chiều ngang 5m, chiều dài 35m. Tổng diện tích là 142m2. Mỗi lô thì có 50,9m2 thổ cư. Địa chỉ ở đây, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Chỗ này là giáp ranh với thị trấn luôn. Theo định hướng phát triển, Dương Minh Châu này sẽ lên thị xã. Thì khi đó, khả năng rất là cao luôn, khu vực này sẽ lên phường nha cô chú anh chị. Vị trí này là giáp ranh với thị trấn nè. Ở đây mình đi tới khoảng chừng 120m là đường nhựa. Vừa quẹo ra là tỉnh lộ 781B. Đó là cái đường phía sau đất kìa. Rồi ra bờ hồ, ở đây ra ngã ba bờ hồ á, 700m thôi. Vô chợ thị trấn Dương Minh Châu, vô siêu thị Cướp Mắt, ủy ban huyện á, là có 1,5 cây, 2 cây thôi. Từ Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh tới đây 17 cây. Còn chỗ này á, cách núi Bà Đen 8 cây. Nếu mà đi đường thẳng á, đường chim bay á, đây lên núi chắc cỡ 5 cây thôi. Cho nên chúng ta thấy núi rất là gần. Tượng Phật Bà trên đỉnh núi là nhìn về hướng này luôn nha cô chú anh chị. Nhìn về hướng hồ Dầu Tiếng nè, là những lô đất đang cần bán nè. Đó, hồ Dầu Tiếng là ngay phía sau lưng. Đó, đường tỉnh lộ xe cộ chạy qua lại ngoài đó. Thì bây giờ chị Hiền chủ đất á, bán mỗi lô với giá 350 triệu. Cô chú anh chị có thể mua một lô, hai lô hay là mua hết 6 lô cũng được nha. Đây, Tấn sẽ quay cận cảnh 6 lô đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi. Đất này là hướng Tây nha, quay mặt hướng về núi Bà Đen. Còn tượng Phật Bà trên đỉnh núi á, thì quay mặt về hướng này. Kế bên nhà hàng xóm nè, là chúng ta sẽ bỏ ra 3 lô. Đó là sẽ tới những cái lô đất của chị Hiền đang kêu bán nha.
Ở đây cô chú anh chị có thể mua 1 lô, 2 lô hay mua hết 6 lô cũng được. Ở phía sau là hồ Dầu Tiếng, còn đây từ đất nhìn thẳng về là núi Bà Đen, thấy tượng Phật Bà, thấy nhà ga cáp treo trên đỉnh núi, những cái công trình hoành tráng đang được tập đoàn Sinh Group đầu tư xây dựng trên đó. Hướng mặt trời lặn ha, hướng Tây đó, ngắm hoàng hôn cảnh núi Bà Đen rất đặc biệt luôn, không phải ai muốn thấy cái view này cũng thấy được đâu nha. Thì đây nè, đất hiện tại á là trồng mì, rồi kế bên là có trồng khổ qua đồ này kia, nói chung trồng hoa màu ha. Có thổ cư nha cô chú anh chị. Thì chiều ngang cũng mỗi lô á là 5m, chiều dài vô á là 35m, tổng diện tích mỗi lô là 142m2, có 50,9m2 thổ cư, còn lại đất cây lâu năm. Ở đây cô chú anh chị mua một lô là được tới 2 tờ sổ hồng lận, tại vì địa chính ở đây á người ta làm thổ cư là một sổ riêng, cây lâu năm là một sổ riêng đó, mua một lô là được 2 tờ sổ luôn nha. Đây đường ở trước đất nè, đường rải đá đi ra 120m là đường nhựa. Thì cái đường nhựa đó chúng ta quẹo phải là dẫn lên ngay núi Bà Đen luôn, còn quẹo trái vừa quẹo ra là sẽ ra đường tỉnh lộ ngoài đó. Đường đó xem trên bản đồ có ghi là đường Suối Đá Bầu Cỏ đó, còn trên cái bản tên đường á ghi là tỉnh lộ 781B. Theo định hướng phát triển sẽ là đường quốc lộ 22C. Mai mốt Dương Minh Châu này lên thị xã nha cô chú anh chị, khả năng rất là cao, ở đây sẽ lên phường nha. Tại vì cái xã Suối Đá nè bao bọc xung quanh thị trấn Dương Minh Châu, thị trấn Dương Minh Châu giống như là cục nhân á, nó nằm ở giữa của cái xã Suối Đá này. Thì đây mình đi ra ngã ba bờ hồ là cái ngã ba lớn để vô trung tâm á, là ở đây mình ra ngã ba đó là có 700m thôi. Buổi chiều như thế này chút nữa Tấn sẽ quay là ngay ngã ba đó đông lắm, mấy bạn trẻ vui chơi ăn uống rồi đó, ăn giặt rồi đó, với lại mùa này thì có thả diều, thì không biết nữa chút ra đó coi thả diều đông không nha, Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi. Đây hồ Dầu Tiếng bên trong á người ta cắm trại rồi ha, nói chung là địa điểm du lịch đó cô chú anh chị. Ở đây thì đẹp rồi, sát bên hồ Dầu Tiếng, cách núi Bà Đen 8 cây, cách tòa thánh cao đài Tây Ninh 17 cây. Cô chú anh chị thấy mấy chiếc xe máy chạy trên cái bờ cao cao chính là cái bờ hồ Dầu Tiếng đó, còn những chiếc xe tải bự nè là đang chạy trên cái đường tỉnh lộ á đó. Đó xe cộ qua lại quá chừng rồi đó ha. Thì cái vị trí này là cũng giáp ranh với huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương nha. Ở đây mình đi tới ranh giới huyện Dầu Tiếng á là có 17 cây thôi, đi vô tòa thánh Tây Ninh cũng 17 cây luôn. Vị trí Google Maps thì Tấn sẽ ghi đường link để trong phần mô tả nha. Đó, chiều ngang mỗi lô là 5m. Nền đất bên trong nè, đất này đất gò, cao ráo, bằng phẳng nha cô chú anh chị. Đó, phía sau cũng có cắm trụ xi măng á. Rồi những cái lô đất ở phía sau ha là sẽ quay mặt tiền ra ngoài đường tỉnh lộ đó. Cái vị trí này đặc biệt lắm, ngay sau lưng là hồ Dầu Tiếng, rồi đường tỉnh lộ, còn ở trước mặt là view núi Bà Đen. Ở đây cô chú anh chị thấy trồng mì tốt không? Nay mùa khô nè mà xanh tốt ha. Ở đây người ta làm nhà vườn đồ cũng khá nhiều. Bên đây vườn cây ăn trái nè. Đó, nhà hàng xóm bên trong nữa nè. Đây mình chạy xích tới có ngã ba quay đầu xe đồ ok ha. Rồi mặt trời chuẩn bị lặn. Đối diện là trồng mì luôn. Đó, cách khoảng chừng 200m bên đó ha là nhà hàng xóm. Ở ngoài đó là đường nhựa luôn cô chú anh chị. Đây đường điện nhà nước nè. Đó. Thì bây giờ chị Hiền á bán đồng giá 6 lô này là 350 triệu một lô, đều có thổ cư nha. Đất hướng Tây, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Giáp ranh với thị trấn nha cô chú anh chị. Dương Minh Châu này là có siêu thị Cơm Mắt, từ đây vô siêu thị là 2 cây. Đó, vô ủy ban, bệnh viện, chợ, trung tâm của huyện thì có 1,5 cây, 2 cây ha. Rồi vị trí Google Maps Tấn sẽ ghi cái đường link để trong phần mô tả nha. Mua một lô mà được 2 tờ sổ hồng luôn. Đó, thì bây giờ Tấn sẽ quay giấy tờ cho cô chú anh chị coi nè. Thì những tờ sổ hồng này chị Hiền ngay chủ đứng tên luôn nha. Đầu tiên mình sẽ xem cái sổ hồng của cái thửa là 506, tờ bản đồ số 38 nè.
Thì cái thửa 506 này chính là diện tích thổ cư nha cô chú anh chị. Mình xem bên thông tin trước nha. Địa chỉ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Diện tích 50,9 m² là thổ cư á. Tiếp theo, cũng cái lô đó luôn, nhưng mà một cái tờ sổ hồng khác. Thửa đất số 572 nè. Như nãy giờ Tấn nói á, một lô đất mà có hai tờ sổ hồng. Thì sổ mình vừa xem là thổ cư, còn cái sổ này là cây hàng năm khác nè. Thửa đất số 572, tờ bản đồ số 38. Diện tích 91,5 m², đất cây hàng năm khác. Rồi cô chú anh chị xem cái sơ đồ ha. Thì chúng ta sẽ thấy trên đây vẽ hai thửa đất dính nhau nè, là chung một lô đó. Cái thửa ở ngoài giáp đường đất là 506 ONT là thổ cư ha. Diện tích 50,9 m². Còn khúc sau á là cây hàng năm khá là 91,5 m². Hai cái thửa này là luôn đi chung với nhau để nó tạo thành một lô đất nha. Đó thì giá bán một lô như thế này là 350 triệu. Thì 6 lô đất này có tất cả là 12 tờ sổ hồng luôn cô chú anh chị. Bây giờ chị Hiền bán giá 350 triệu một lô nha. Cô chú anh chị muốn mua thì liên hệ chị Hiền, chủ đất. Số điện thoại 0979 150 568. 0979 150 568. 0979 150 568. Gặp chị Hiền, chủ đất. Ở đằng kia có ngã ba kìa. Đi ô tô thì quay đầu xe được ha, rộng rãi. Còn bên đây người ta trồng mướp nè cô chú anh chị. Đây, nhìn lại núi Bà Đen chiều hoàng hôn. Nhìn rất là đẹp luôn, bộ thơ mộng lắm á. Cận cảnh nè. Thấy tượng Phật Bà trên đỉnh núi, rồi nhà ga cáp treo trên đỉnh núi luôn nha cô chú anh chị ơi. À, tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi á, là cũng quay mặt về hướng này luôn nha. Bây giờ Tấn đang ở ngay trung tâm huyện Dương Minh Châu, quẹo phải là siêu thị Cơm Mắt nè. Còn ngay chỗ này là chợ nè cô chú anh chị. Chợ huyện Dương Minh Châu ha. Đường này là đường Nguyễn Chí Thanh, tức là tỉnh lộ 781 á. Thì nhờ Tấn sẽ quay ngay khu vực trung tâm này, chạy tới những cái lô đất đang cần bán cho cô chú anh chị coi nha. Ngay khúc này là ủy ban huyện nè, rồi có công viên rất là bự nha. Mình sẽ chạy tới ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng, thì mình rẽ trái qua cây cầu nè, bên trái là công viên. Tới ngã ba bờ hồ rẽ trái vô đất, còn nếu quẹo phải là sẽ hướng về Dầu Tiếng Bình Dương. Từ ngay chỗ này đi vô tới đất là 2 cây số nữa cô chú anh chị ơi. Cái hướng này là mình đi từ thành phố Tây Ninh rồi đi ngang Tòa Thánh là sẽ tới đây ha. Từ Tòa Thánh cầu đài Tây Ninh á, tới đây là 15 cây nè. Rồi từ đây vô đất 2 cây nữa à, vậy là đất cách Tòa Thánh là 17 cây nha. Đường xá rộng đẹp. Những cái lô đất này gần những địa điểm du lịch nổi tiếng ở Tây Ninh á cô chú anh chị. Hồ Dầu Tiếng nè, núi Bà Đen, Tòa Thánh cầu đài. Gần huyện Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương luôn. Vị trí Google Map của đất Tấn Kim đường link để trong phần mô tả nha. Cô chú anh chị thích kênh Nhà Đất Việt Nam thì nhớ bấm thích video này, rồi bấm đăng ký kênh để ủng hộ Tấn cũng như là xem nhiều video clip khác nữa nha cô chú anh chị. Ở Tây Ninh thì cái phí quay một clip như vậy là 1 triệu nha cô chú anh chị ơi. Tấn không có làm môi giới cho nên là không nhận hoa hồng nha.
Thì ngay trung tâm lúc nãy á, là ủy ban, công an, siêu thị cấp mắt, chợ, bệnh viện, điện máy xanh, bách hóa xanh, thế giới di động là có đầy đủ hết trơn à. Ở phía trước một cái ngã ba bự là ngã ba bờ hồ. Cái bờ cao cao ở trước mặt á chính là bờ hồ Dầu Tiếng đó cô chú anh chị, rất là nổi tiếng luôn nha. Ngay chỗ này nè, chúng ta sẽ quẹo trái để đi tới những lô đất đang cần bán. Còn nếu quẹo phải là về Dầu Tiếng, về Thủ Dầu Một của Bình Dương đó. Đây, bờ hồ Dầu Tiếng nè. Chút nữa mát mát á, là thả diều rất là nhiều luôn nha. Mình quẹo trái cái hướng này là sẽ hướng về Tân Hưng, Tân Châu đồ nè cô chú anh chị. Đó, khung cảnh rất là thoáng đãng luôn ha. Đường nhựa này mới vừa nâng cấp lên liền là chạy đã lắm. Chuẩn bị quẹo trái nha cô chú anh chị. Đường có đèn đường nè. Bờ hồ Dầu Tiếng là bên phải. Cái đường bờ đó là chạy ô tô được luôn nha. Rồi mình sẽ quẹo trái ngay chỗ này. Trên cái bảng tên đường á, ghi đường này là đường Châu Văn Liêm nha cô chú anh chị. Quẹo vô là thấy núi nè. Bây giờ tấn quay buổi chiều, mặt trời chuẩn bị lặn ha. Ngay chỗ này thì đường nhựa nó cua sang bên trái, còn mình sẽ chạy thẳng vô cái đường rẽ đá. Bên phải chính là núi Bà Đen nè. Rồi 6 lô đất đang cần bán là phía trước nha, bên phải luôn nha cô chú anh chị. Đường điện nhà nước nè, nhà cửa hàng xóm đây. Rồi thì vị trí Google Maps Tấn sẽ ghim cái đường link để trong phần mô tả nha. Đây, những lô đất đang cần bán ha. Lúc nãy là ở ngoài chạy vô, bây giờ Tấn sẽ quay ngược từ trong chạy ra cho cô chú anh chị coi lại lần nữa cái đường đi nha. Quay kỹ luôn, hàng xóm kế bên nè. Chạy ra 120m là tới cái đường nhựa. Quẹo phải là đi về ngay núi Bà Đen. Cái đường nhựa này là đường thông dẫn lên núi Bà Đen nếu quẹo phải. Còn bây giờ chúng ta quẹo trái để ra lại cái đường bự nha. Tỉnh lộ 781B tương lai sẽ nâng cấp lên thành quốc lộ 22C. Đó, quẹo ra con khúc là tới đường bự rồi cô chú anh chị ơi. Thì bây giờ chúng ta quẹo phải để quay trở lại thị trấn Dương Minh Châu nè. Bờ cao ở trước chính là bờ hồ Dầu Tiếng ha. Đường này mới nâng cấp lên rất là đẹp liền lạc. Nay cái mùa này mùa khô thì bên trong hồ Dầu Tiếng á, ngay khúc này nè là không có nước nha cô chú anh chị, cho nên là người ta vô trong á, người ta thả diều, người ta cắm trại đồ rất là nhiều. Như ở phía trước mặt cô chú anh chị thấy kìa, xe ô tô, xe máy rồi người ta đậu dọc theo cái đường bờ ha. Đó là ăn uống rồi đó, rồi thả diều đồ rất là đông vui. Thì ngay chỗ này chính là ngã ba bờ hồ Dầu Tiếng nè cô chú anh chị ơi. Đó, quẹo phải là quay trở lại chợ rồi ủy ban huyện lúc nãy ha. Còn bây giờ Tấn sẽ chạy lên cái đường bờ cho cô chú anh chị coi cái cảnh bên trong hồ Dầu Tiếng luôn nha. Đi thẳng cái hướng này là sẽ về huyện Dầu Tiếng Bình Dương. Ở đây về huyện Dầu Tiếng là có 17 cây thôi. Đây, chạy thử lên cái đường bờ nha cô chú anh chị. Đó, buổi chiều là các bạn trẻ tập trung ra đây chơi, thả diều rồi thì ăn uống rồi cắm trại rồi ha.
Wow, bên trong kìa, rất là đông luôn, rất là đông bên trong luôn đó, cô chú anh chị thấy chưa, đông vậy đó. Bây giờ Tấn đang đứng trên bờ hồ Dầu Tiến nè cô chú anh chị, nhìn hướng về núi Bà Đen. Ngay chỗ này là ngã ba bờ hồ đó, ngã ba rất là bự, có đèn xanh đèn đỏ. Còn đây chính là đường bờ hồ, ô tô là chạy lên được luôn đó. Bây giờ là người ta tập trung vui chơi giải trí ngày này rất là nhiều. Nãy giờ chúng ta tưởng tượng là bên trong á sẽ rất nhiều nước đúng không, nhưng mà nay mùa khô quá cô chú anh chị thì nước là nó nằm khúc trong kìa đó. Còn xung quanh đây á là khu đất trống ha, các bạn trẻ vô ngồi ăn uống nè, rồi thả diều vui chơi nè, rất là đông luôn đó. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại chỗ vị trí của những cái lô đất nha. Đi về hướng này là về Dầu Tiến Bình Dương nè, đi vô đây là vô trung tâm thị trấn Dương Minh Châu, đi về Tòa Thánh, đi về thành phố Tây Ninh đó. Còn núi Bà Đen thì ngay đó, mặt trời chuẩn bị lặn rồi. Đây nhìn tới những cái lô đất nãy giờ Tấn quay nha, đường tỉnh lộ 781B đó, sau này sẽ nâng cấp lên thành đường quốc lộ 22C nha. Thì đây mình đi tới khoảng chừng 300m đó, chạy 300m rồi quẹo trái là vô những cái lô đất, nói chung là ở đằng đó nha cô chú anh chị đó, khúc đằng đó đó. Rồi nhìn trở lại hồ Dầu Tiến nè, ở nguyên cái khu đất trong đây luôn, rất là rộng ha. Nay mùa khô là nước còn lại chút ít thôi, còn những cái mùa mà nước lớn á cô chú anh chị, nước lớn là lên tới cái bờ xi măng này luôn nè, bờ đá này luôn nè đó, nước lớn là lên tới trên cái bờ này luôn nha, mùa mưa á cô chú anh chị thấy đã không đó. Một khung cảnh mới nữa, một địa điểm du lịch để chia sẻ thông tin đến cô chú anh chị nha. Cô chú anh chị muốn mua đất của chị Hiền á thì liên hệ gặp trực tiếp chị Hiền luôn, không có qua môi giới trung gian ha. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.